Thấy hả? Có chứ, đi tập gym mà. Anh em ở bên kia em dòm qua em thấy con người à. Bên bờ bên kia xứ sở nó đó là nó cho mới ghê. Lo cái ào. Lên 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 dạ, cái vợ khác bên kìa khủng hoảng luôn. Đây lên nữa mà ăn thì nó có hung. Đây luôn, đây luôn, con này con nhỏ, con của anh này nhỏ. Ba con lên một lượt luôn. Giật liên tục thì phơi. Quá
anh vậy? Thì anh nói làm tốt á. Nhiều khi đây mấy lần đấy người ta ta subscribe ủng hộ. Có nhiều lớn lớn tuổi mình đi câu mình có trên đó mình có nhiều câu có cá cũng nhiều có tiền. Họ đến con nhanh về. Trời 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 ký tôi không chơi á. Không hết. Nay mát quá không có trang bị đồ nghề á. Nón luôn. Ra cho ngồi đó cho miếng ngay. Bên đây bên kia kìa, bên kia cá bự kìa. Qua quay cái ông rồi chú Nguyện rồi nón. Nãy giờ cũng được lục vô. Có áo mưa nữa. Mưa che che mưa nó lộng cái bạc. Vâng, đâu.
giật cái cây. Mượn chút trả lại nha. Phát nào cũng dính. Mày ốc. Ủa có
Mấy cái luôn mà còn nguyên à. Ngoài yên tĩnh chịu. Bích lưỡi rồi. Đó thì bích luôn. Bích nhợ luôn chứ. Bích nhợ được nhợ to lắm. À. Không bích nổi cái lưỡi kia nữa kìa. Đau chưa? Vô ai cười nha. Cái này cũng được, nó phải lớn lớn cái này rồi được. Nó còn cái mỏ đâu mà nó cũng sống người ta. Ta. Nó còn có mỏ đâu. Mắc mỏ luôn rồi. Ác tình liều. Tự má ơi. Thương tạch vậy bọn cũng bắt con người ta cho được. Cá gì mà nó không có mỏ. Không có mỏ mà nó muốn anh biết luôn chứ. Đưa lên vui vẻ kìa. Có chứ. Vậy mà nó ăn gì, nó ăn bằng cái gì ta? Uống nước nó sống à. Cá không có mỏ mà uống nước sống. Vậy mà nó mạnh ghê không? Ngộ rồi. Con đó chắc là nó bị hồi nhỏ. Nhỏ gì mấy ổng ác hơn làm con ta banh chanh nhỏ. Quá. Dính nữa đó. Câu đến con chính quyền mà.
tiền mọi cái giặt ra.